Chào mừng toàn thể quý vị bà con cô bác đã quay trở lại với kênh máy xây dựng Quang Duy nhá. Rồi, đầu tiên cho Quang Duy xin gửi đến lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương đến toàn thể quý bà con cô bác mình. Và ngày hôm nay tiếp tục lên kênh, Quang Duy xin giới thiệu cho toàn thể quý vị bà con mình một số mẫu sản phẩm nhá. Đầu tiên em sẽ lên cho toàn thể mình một cái mẫu ngày hôm nay em mới về nhá. Đây là một cái cặp đèn. Đèn là đèn bàn thờ nhé, cặp đèn bàn thờ cho em. Đấy, siêu đẹp. Xài pin quý vị nhé, xài pin. Ok chưa? Đấy, có bóng đèn, có xài pin. Mình cho hai quả pin con thỏ vào đây. Pin bé nhá, là sử dụng ok cho em. Đấy, rất là đẹp nhá. Ok chưa? Một cặp như này với giá chỉ có 70.000 nhá. Một cặp như này 70.000 cho em. Ok chưa? Hai cái 70.000 nhá. Một cái 35.000, hai cái 70. Đấy, quý vị nào, bà con, các bác nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Tiếp đến là cái màu đuôi đèn cảm ứng nhé. Đuôi đèn, đây là cái đuôi này này mình lắp vào. Thì mình bật lên ở chế độ, để chế độ mở nhé. Thì khi có người đi qua thì nó sẽ tự sáng cho mình. Đấy, đó là vào chế độ ban đêm là mình bật. Còn ban ngày thì mình không cần bật, mình tắt nó đi nhé. Đấy, nhờ người đi qua thì nó sáng hoài, nó tốn điện như vậy. Đấy, để ban đêm mình như lắp ở hành đường hành lang này, đi vệ sinh này, hay là nhà cổng gì đấy, hay để chống cả trộm là mình lắp cái bóng đèn. Đấy, rất là tiện dụng nha. Rồi tiếp tục lên các mẫu sản phẩm như về em về có cái thân lô thân máy mài này, lô thân máy mài pin 370.000 một cái nhá. Hitachi và DW 370.000 một cái cho em. Đấy, ok, anh nào mà có pin rồi ấy thì mình mua pin này, mua thân này về xài nhá, cho nó sướng. Rồi tiếp theo, và ngày hôm nay em có về một cái lô, đây là một cái màu sản phẩm. Cái màu sản phẩm này là màu cái bẫy nhá. Đây là cái cặp bẫy xe đạp, xe máy. Đấy, cái độ dài của nó là 30 cm nhá, dài của nó là 30 cm này. Đấy, hàng Nhật bại cho em nhé, hàng Nhật bại. Đấy, kiếm được số ít này thôi. Đấy, một cây như này là 30.000, một cặp là 60.000 cho em. Một cặp 7 như này 60.000 nhé, chất cực kỳ luôn, đẹp chưa nhá. 60.000 cho em một cặp, anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi còn tiếp theo đây là một cái bộ tê, một cái tê này, một cái cần tê cho em. Cần tê là gồm cần tê là 10 12 và 14 nhé, 10 12 14 nha em, với giá chỉ có 40.000 cho em nhá. Rồi em lên một số màu massage này. Đấy, đây là màu massage ca heo. Đấy, massage này là xài điện 220, mình có thể muốn làm gì cũng được nhá. Mình có thể đấy, mình bằng vào đây, mình găm điện trực tiếp 220 vào, mình massage. Đây là cái màu massage toàn thân ca heo cho em, rất chi là đẹp và xịn sò. Nó có hai ngất, ngất nhanh và ngất chậm nhá. Nó ở giữa là nó tắt và ngất xuống, ngất chậm và ngất lại lên, ngất nhanh. Đây, với giá chỉ có 160.000 nhá, 160.000 cho em. Ok chưa? Rồi tiếp theo, đấy là màu sản phẩm massage chân. Đấy, massage chân này, massage chân chỉ có là 75.000 thôi. Massage chân 75.000 nhá. Cái bộ massage chân thì mình lắp vào, mình gài vào nhá, mình cho nó khởi động lên. Đấy, mình tăng lên cho em này là nó lên này nhá, như này. Đấy, chỉ có là 70.000 thôi, 70.000 một cái massage chân như này. Còn anh nào ấy mà muốn gối massage đau vai gáy thì đây, gối massage này. Đấy, mình nằm vào, mình găm điện vào nhá, găm điện có phụ kiện theo kèm luôn, có đây, có ổ cắm này, có vít cắm, có adapter, găm xài thoải mái cho em. Đấy, nó lăn như này massage. Đấy, với giá chỉ có 180.000 nhé, 180.000 cho em. Rồi tiếp theo lên là cái màu sản phẩm, cái bồ trà này, cái bồ khi ly khay trà đào cho em này. Đây, hàng Nhật xịn cao cấp này với gốm cao cấp cho em nhé, 140.000 cho em, 140.000 cái bộ bộ thay trà này nhé, nằm trong ly như này, rất chỉ là xịn sò. Rồi tiếp đến là màu massage này. Đấy, lên nhá, massage em có cái màu massage này, em đi số lượng rất là nhiều này. Đấy, massage 220.000, 220.000 quý vị nhé. Đấy, quý vị nào có nhu cầu massage này thì một đấm lưng ấy, massage đấm lưng đa năng, 220.000 cho em.
Rồi tiếp tục là em lên các cái màu này cho bà con của bác mình xài này. Màu dao và kéo nhé. Đây. Kéo thì đây em có một cái màu kéo như này. Kéo này thì nó xin xò, nhưng mà nãy này cái dòng này chỉ cắt vải, cắt giấy hay là làm gì đấy thôi nha. À, đây là một cái dòng này 50.000 một cái này. Còn anh nào ấy mà muốn hàng mà kéo Nhật, kéo cắt của Nhật thì có kéo cắt của Nhật nha. Kéo cắt của Nhật đâu nha. Kéo cắt gà này em lên gọi cái màu kéo Nhật cắt của gà đây. Kéo Nhật cắt gà, cắt làm bếp ấy thì đây. 130.000 nha, 130.000 cho em cái kéo cắt gà này. Cái kéo cắt thịt gà nha. Còn anh nào muốn thái thịt thì đây, cái dao thái thịt 60.000 thôi. Hàng cao cấp xịn sò cho em này. Còn anh nào đây là một cái sản phẩm mà một cái dao. Cái dao này là nó nặng 8 lạng, bao chất lượng luôn, bao chặt. Bao chặt nhá. Hãy chặt cái gì cũng được. Em bao chặt là tôi cho toàn thể quý vị mình với giá 200.000 này. 200.000 nhá. Còn đây là cái bộ dao này, là bộ dao gồm có 6 loại, 6 món. 4 cái dao, một cái kéo và một cái bào đất tay nha. Rồi một cái bào rau củ quả với giá 110.000 nha, 110.000 cho em cái bộ sản phẩm này. Còn anh nào mà muốn xịn sò hơn, cao cấp hơn thì chơi cái bộ này cho em này. Đấy, bộ này là 170 nhé, bộ 170 cho em cái màu sản phẩm dao cao cấp. Rồi tiếp đến là cái màu sản phẩm mờ ốc, mờ vít cày cho em này. Đấy, cái bộ mờ vít cày Kabushi, mờ bộ mờ vít cày Kabushi với giá chỉ có 80.000. Đấy, 80.000 cho em. Còn đây là cái bộ quang sáp 90.000 nhé, gồm có 3 cây. 90.000 gồm có 3 cây cho em. Rồi, bây giờ em lên cái màu ấm này, gồm có hai loại ấm cho em. Ấm siêu tốc Hàn Quốc này, hàng con này là 2,5 lít, có bọc nhựa nhá, 2,5 lít bọc nhựa cho em. Với giá chỉ có là 150.000. Đấy, 150.000. Còn anh nào em muốn xài cái màu đấy, bằng thủy tinh, chất liệu thủy tinh nha. Hàng cao cấp xịn sò, đẹp tuyệt vời cho em, đẹp lung linh luôn nhá. Với giá chỉ có là 160.000. 60.000, 160.000 nha. Nồi cơm. Đấy, nồi cơm 1 lít là 380 này. Còn nồi cơm 1 lít 8 là nó là 550.000. Nồi cơm 2 lít 620 cho em. Đấy, có đầy đủ như này. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo. Rồi máy xay cam này, máy ép cam cho em này. Ép cam cho em này, ép cam này thì 190. Còn anh này là máy xay xay khô ấy, máy xay khô cho em, máy xay tiêu, máy xay ngũ cốc 130.000. Đấy. Xay Osaka. Xay Osaka, xay xay này là xay sinh tố này, xay rau, xay đồ các loại như vậy. Đấy, cái màu Osaka này thì nó rẻ hơn. À, nó nhiều tiền hơn chút xíu, là 150.000. Còn đây là em xay thịt. Em xay thịt này là gồm có một cái thố inox như này, xịn sò cao cấp như này. 170.000 quý vị nhé, 170.000. Đấy, anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em. Rồi, em lên nhà một số màu quạt này. Đấy, quạt pin nhá, quạt là lên nha. À, cái màu này quạt pin nhỏ mini. À, 100.000 một cái cho em, màu quạt pin nhỏ mini 100.000 một cái. Còn em này là vừa pin vừa điện này. Vừa pin vừa điện cho em. Đấy, rất chi là khỏe luôn. 160.000 nha em nhé, 160.000 này. Ok chưa? Bao mạc luôn quý vị ơi, bao mạc cho em nhé. Rồi, còn đây là cái em này là em mini, điện 220. Quạt lồng 220 nha, điện mini với giá 120.000. Đấy, 120.000 nhé. Còn em này là một cái màu quạt lồng cao cấp, vừa xài được pin, vừa xài được điện này nhé. Vừa xài được pin, pin này là pin 15, pin này là pin chân pin phổ thông. Nó có giá cực kỳ là ưu đại luôn, em đang xả, đang sale nhé. 950.000, này gồm có một pin, một sạc và một thân máy như này. Ok chưa? Rồi, hai cái màu lầu, hai màu nồi lầu cho em. Nồi lầu mini 130 này. Đấy, một nồi lầu mini 130 với 2 người ăn. Còn nồi lầu này là nồi lầu lớn hơn. Đấy, 5 người ăn, 250.000 nhá. Nồi áp suất hơn quả bí 190.000. Đấy, 190.000. Hàng này là hàng kỳ, đấy, màu hàng kỳ cho em. Màu hàng kỳ 60.000 nhá, màu hàng kỳ 60.000 cho em.
massage cánh bướm này, hay massage cánh bướm này thì mình dán vào đâu không được, như đặc biệt là mấy anh đau vai gáy là dán vào nó rùng, nó tê lắm, sướng lắm nhá. Đấy, với chỉ có 30.000 thôi, 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái. Đây, cái tấm dán Salapad chống nóng cho em này, đấy, tấm dán chống nóng này, với giá cực kỳ là rẻ luôn nhá, với giá cực kỳ rẻ, 20.000 một hộp cho em. Đấy, bồ làm móng tay này, bồ làm móng tay cao cấp chưa, xịn sò chưa, đầy đủ chưa, và nó có giá cực kỳ là rẻ, cực kỳ là đẹp luôn. Trong toàn thể quý bà con của bác mình sử dụng này, 70.000 nhá, 70.000. còn đây là anh này, là anh làm là gì, làm móng tay à, bồ này là bồ làm một tay không mở ra được, làm ra lấy tay, bồ làm lấy tay này, cắt lông mũi, tỉa lông mũi cho em này. Đấy, bồ là lấy ra tay này, một cái nhíp này, thấy chưa, và cắt tỉa lông mũi xài pin cho em này, xài pin nhá, màu này xài pin nhá, với giá cực kỳ là rẻ luôn quý vị ơi. Đấy, với giá cực kỳ là rẻ, chỉ có là 50.000. đấy, 50.000 cho em cái bộ này, ok chưa. Rồi, cưa xăng này, cưa xăng, cưa lam xích cho em này, máy mài, cưa xăng, cưa lam xích, máy mài cho em này, cái bộ cưa xăng, cưa xích này. Đấy, lam xích gắn máy mài, làm xịt máy mài cho em. Đấy, với giá chỉ có cực kỳ là rẻ nhé, cực kỳ là rẻ cho quý vị bà con của bác mình. Đấy, bộ làm xịt này 150.000, còn em là em máy mài nữa là 500. Đấy, 500 nguyên một bộ như này, còn anh nào muốn làm xịt không là 150.000 một bộ nha. Còn đây là mọi, nếu như mua công tắc bóp mà có điều chỉnh tốc thì cái con này là 450.000. đấy, 450.000 cho em này. Đấy, ok chưa. Anh nào muốn to, muốn khỏe, muốn ấy hơn thì cho cưa xăng. Cưa xăng này thì em đang sell cho toàn thể quý bà con của bác mình sử dụng với giá cực kỳ là yêu thương luôn, 1.350.000 nhá, là em ship về tận nhà, 1.350.000 quý vị nhá. Rồi, lên màu thứ kẹp cơ, thừa màu thứ kẹp cơ này là 120 này. Đấy, màu tua vít đóng tự động như này là 250, màu tua vít đóng tự động 250.000 nhá. Búa này, búa đóng đinh này, hàng cơ mì, búa đóng đinh cơ mì cho em 65.000 một cái nhá, 65.000 một cái cho em. Còn đây là cái màu kim bấm chết Kabushi, 125.000 nhá, 125.000. Ok chưa? Đấy, cái kìm quá xịn sò. Còn đây là em, kìm này là kìm Rothman, 100.000 thôi. Đấy, 100.000 cho em. 100.000 nhá, kìm bấm của Rothman, 100.000 cho em này. Còn đây là keo bằng keo dán hai mặt trong này, 25.000 một cuồng này. Còn keo dán đa năng nằm trong cái tip này thì nó dán cực kỳ đa năng luôn, siêu chắc nhá, siêu chắc chắn luôn. Đấy, 25.000 một tip cho em. Mài dao 3 ke hàng Nhật, hay mài dao 3 ke hàng Nhật này, 45.000 nhé, 45.000 một cái cho em. Đá mài thì 60.000, đá mài 60.000, ok chưa. Em rất nhiều cái màu sản phẩm hàng Nhật xịn sò nhưng mà giá cực kỳ rẻ quý vị ạ. Rồi, bây giờ em lên một số màu đèn pin. Đây, màu đèn pin, đây là một cái màu đèn hai đầu. Màu đèn này là nó hai đầu, nó cực kỳ là sáng luôn, nó rọi sáng lên từng 800-1000 mét cơ quý vị ạ. Tức nhất là chất lượng và xịn sò, nhìn cái thân hình nó vàm vỡ như này các bạn. Rồi, cái màu này thì 350.000 nhé, 350.000 cho em, ok chưa. Còn anh nào muốn nhỏ nhỏ xinh xắn cute hạt me thì đây, 55.000 một cái nhé, 55.000. Còn anh đèn được đèn đồi nhá, đèn đồi đầu 3 bóng này, đèn đồi đầu 3 bóng hàng cao cấp xịn sò cho em, hàng Nhật nhá, 130.000, 130.000 cho em, ok chưa. Còn đây là em đồi đầu 5 bóng, đồi đầu 5 bóng hàng nhỏ nhẹ gọn như này, thì cái màu này, sản phẩm này em đang sell với giá chỉ có là 75.000, 75.000 cho em nhá. Rồi, đây tiếp một cái màu nữa, đây là một cái đèn, đèn là đèn móc khóa và có bực lửa luôn. Đây, quý vị đấy, nhìn thấy là sáng, cực kỳ là sáng luôn, sáng nhiều loại sáng như này, rất kỳ là đẹp, ok chưa. Đây, còn đây là, đây đặc biệt là nó đây này, đấy, đây là bực lửa quý vị nhé, đây là một cái bằng sưởi nhiệt, đấy, bằng sưởi đốt, ok chưa. Đấy, cục quẹt luôn, đấy, như này, với giá 90.000 một cái nhé, 99.000 một cái em, 99.000 mình một cái cho em nhé, có
dây đeo đầy đủ luôn, ok chưa. Rồi thêm một cái đèn nữa, đèn này là đèn vuông này, màu vàng. Đấy, đèn vuông đèn led siêu xịn luôn, đẹp, sáng cực kỳ là sáng. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, quý vị nào có nhu cầu quan tâm đến cái màu nào, sản phẩm nào thì alo cho em nhé. Đây là bóng đèn led nè, bóng đèn sân khấu này, đấy, xoay 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 này, 100.000 quý vị nhá. Và đồng hồ, đây là cái màu đồng hồ ngày hôm nay em không cam điền, đồng hồ để mình có thể chỉnh được ngày, để chỉnh được giờ này, đầy đủ cho em như này này, với giá chỉ có là 100.000 này nhé. Kho ga mini này, đấy, kho ga mini, kho ga mini với giá 40.000 một cái nhé, kho ga mini và bộ cờ lê. Đấy, em lên cái bộ khẩu này 1/4, bộ khẩu 1/4 cho em này 130.000 nhé, 130.000 cái bộ này, bộ khẩu 1/4 cho em, ok chưa. Còn đây là bộ cờ lê 230.000, đấy, xịn sò chưa, hàng Yeti, sáng bóng cho em cả một bầu trời, ok chưa. Rồi em lên một số dòng mà máy này, máy móc cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này nhé. Đấy, em đang sell dòng màu sản phẩm khoang 13 ly bót, khoang 13 ly bót và khoang bê tông bót cho em này, 13 ly bót là 350.000, còn bê tông bót là 550.000, ok chưa. Rồi còn đây là em khoang hàng nội địa công ty với giá cực kỳ là rẻ nha, với giá cực kỳ là rẻ cho em, 520.000, đấy, hàng công ty cao cấp. Cắt cỏ xài pin nhá, máy cắt cỏ xài pin nha em, máy cắt cỏ xài pin thì cái màu sản phẩm này, máy cắt cỏ xài pin thì cái màu sản phẩm này em đang sell với giá cực kỳ là ưu đãi cho toàn thể quý vị này, 1.100.000 nhá, 1.100.000 cho em này. Còn đây là em thổi bùi hàng Thái Lan, thổi bùi hàng Thái Lan cho em, đấy, với giá cực kỳ là ưu đãi, 250.000 nhé, 250.000. Máy cưa lòng 550.000, đấy, màu cưa lòng này, cưa lòng hàng của hàng này, quý vị nhé, có đèn có cừ theo kèm luôn, đấy, cưa máy cưa lòng 550.000 cho em, ok chưa. Rồi anh chị em nào mà vào xem kênh của em ấy, nhớ có dòng sản phẩm nào vẫn nghĩ thì gọi điện vào số hotline em ghi lên màn hình nhé. Rồi kéo cắt tỉa cành, đấy, kéo cắt tỉa cành cho quý vị này, em có 3 loại nhé, loại thứ nhất là loại này là 65.000, và loại vừa vừa nó là 80.000, và loại đặc biệt là xịn sò hơn nữa là 100.000 cho em, đấy, 100.000 cho em, cực kỳ là ngon. Đấy, quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Ke góc này, có góc mà máy hàng này 35.000 một cái, ke góc 35.000 một cái nhá. Khóa chống cắt cho em này, khóa chống cắt này, đấy, khóa chống cắt này 40.000 một cái nhá, khóa chống cắt 40.000 một cái cho em. Rồi máy cào râu này, đấy, em có cái màu máy cào râu, à máy máy đánh bóng này, đây máy đánh bạc, đây là con 13 ly Kimco Naki, 13 ly Kimco Naki nằm trong hộp này với giá 350.000 nhá, 350.000 cho em cái màu sản phẩm này. Còn đây là những cái màu máy cào râu, màu cào râu cho em này, đấy, cào râu bằng cơ gồm có 36 lưỡi, 65.000 nhá, 65.000 cho em, đấy, cào râu bằng cơ 70.000 nhá, quý xin nhầm quý vị ơi, 70.000 cho em nhá, là cái màu này. Còn cái màu cào râu, màu cào râu Yanru hàng cao cấp này thì chỉ có giá là 110.000, 110.000 nhá. Còn đây là em tông đơ, màu này là màu sản phẩm tông đơ nhá, tông đơ để cắt tóc, có tặng kèm 4-5 cái cừ và có dây sạc theo kèm, có lược luôn, đây, với giá 150.000, 150.000 cho em nhá. Cưa em lên một số màu cưa này, đây, hàng em thì còn bao la lắm, cưa nha, cưa này là cưa tay, đấy, cưa tay cho em, cưa tay
50.000, đấy, 5 cưa tay 50.000. Còn em này là cưa cỏ hộp nhựa, đấy, cái hộp nhựa nó nằm như này. Cưa cỏ hộp nhựa cho em với giá 110.000 nhá, 180.000 cho em. 80.000. Đấy. Kéo cắt thì hàng rào có thể tăng giảm như này. 100 cho em nhá, 100 cho em. Ok chưa? Rồi. Và đây là cái cúp quý vị ơi, còn đây là cái cúp đây là bình bơm nhớt. Bình bơm nhớt cho em này, 40.000 một cái này. Còn đây là cái cúp này là cúp để mình sạc pin dự phòng ấy, đấy, găm điện trực tiếp 22, sạc pin dự phòng cho em nhá. Với giá cực kỳ là ưu đại cho toàn thể quý vị mình. Giá cực kỳ ưu đại nhá, với giá 45.000 một cái nhá, 45.000 một cái cho em. Bơm 2 ti, bơm 2 ống cho em này, hàng Nhật 250.000. Đấy. Khẩu, cái bộ đầu khẩu là dài siêu xịn sò này. Siêu xịn sò nhá, với giá chỉ có là 180.000. Đấy, 180.000. Còn em này 380.000. Quý vị ơi, đấy 8 chưa? 2 4 6 8 10 12 14 16. Cái này nó từng 18 19 cái đầu khẩu như này. Đấy, với giá chỉ có 380 thôi, rẻ quá quý vị ơi. Mua về mà xài cho nó sướng nhá. Đấy, em đang xả với giá cực kỳ sập sàng luôn. Quý vị bà con có bác nào có nhu cầu quan tâm đến mẫu nào thì alo cho em nhá. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại.